Còn tuổi trẻ của mình thì cũng vấp ngã nhiều lắm các bạn ạ, cũng ham mê những cái trò đỏ đen cũng mất hết. Nói chung mình mất rất nhiều. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về những cái vấp ngã, về mất mát về tài chính của mình. Thực ra thì mình mất quá nhiều rồi, không ít đâu các bạn ạ, mất rất nhiều. Thậm chí là có những lúc mình mất tất cả. Thì mỗi lần mất ít mất nhiều đấy thì nó đều có những cái bài học riêng biệt. Ví dụ như là trong làm án chung chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ chọn lựa những người mà có thể có vai trò trong doanh nghiệp thì mình mới cho làm cổ đông. Đấy, để chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta cùng vận hành, chúng ta biết những cái khó khăn của nhau. Những người làm án chung phải cùng làm. Đấy, còn bao giờ các bạn là một cái doanh nghiệp cực lớn, cực kỳ chuyên nghiệp thì lúc đấy không cần. Nhưng còn lúc khởi nghiệp nhá, thì các bạn bắt buộc phải chọn những người đồng hành mà có vai trò trong doanh nghiệp của mình thì nó là tốt hơn. Còn lại sau này khi các bạn là doanh nghiệp đại chúng, hiểu như là Oppo, hiểu như là các thứ khác thì mình thôi mình không nói, tại vì là nó ở tầm khác rồi. Còn khởi nghiệp mà chúng ta kiểu như một người kêu gọi vốn, xong mấy người góp cho một ít tiền làm ấy, thì hai cái khái niệm giữa cái người đầu tư và cái người vận hành nhiều khi nó còn không khớp nhau các bạn. Cái người đầu tư thì chỉ muốn có lãi ngay, còn cái người mà vận hành một cái doanh nghiệp thì đơn giản là một cái doanh nghiệp thì các bạn không thể là làm nó có lãi ngay được đâu. Nó còn vượt qua rất nhiều cái giai đoạn khởi nghiệp, rồi giai đoạn đầu tư, đến giai đoạn là bắt đầu hòa vốn ổn định. Đấy, rất nhiều cái giai đoạn khác nhau của doanh nghiệp. Và bản thân mình thì cũng mất rất là nhiều tiền về đầu tư chung rồi, bị ăn chặn rồi. Có những trường hợp là định lấy không vài chục tỷ là bình thường. Đấy, và bây giờ vẫn đang phải xử lý. Nhưng nói chung là những cái bạn đấy thì cũng chưa ý thức được những cái việc mà mình làm ấy, nó rất là nguy hiểm, thậm chí phải trả giá rất là đắt, có thể là hết cả cuộc đời mình mà các bạn không biết. Rồi thì gì ạ, đưa tiền cho những ông chạy dự án thì bây giờ cũng đang phải đi đòi. Tại vì cái lúc mà mới làm dự án thì mình cũng không phải là người quá là hiểu biết và sâu sát, tin người có thể đưa tới cả chục tỷ đồng, bây giờ cũng bị trốn. Rồi gì nữa, đầu tư về tài chính, ví dụ như là chơi chứng khoán chẳng hạn, mình không phải là người thực sự am hiểu sâu nó, mình bỏ tiền vào và mình đánh theo hội nhóm những người mà mình tin tưởng. Nhưng mà đối với mình ấy, thì làm cái gì ấy, thì nó phải cực kỳ sâu và mình chuyên tâm vào cái đấy thì mình mới làm. Còn tuổi trẻ của mình thì cũng vấp ngã nhiều lắm các bạn ạ, cũng ham mê những cái trò đỏ đen cũng mất hết đấy. Nói chung mình mất rất nhiều, rồi mở quán ăn, rồi mở nhà hàng, rồi mở cửa hàng thời trang, rồi ui rồi nhiều lắm, kể thì cũng chả biết kể bao giờ mới hết cho các bạn được cả. Nhưng mà gì ạ, mình tự tin là những cái trải nghiệm đấy của mình là sẽ giúp cho mọi người là tránh nó đi, nếu mà mọi người cảm thấy là nó ok, nó hợp lý. Còn lại thì phải có mất mát thì chúng ta mới có bài học. Nhiều khi là chúng ta người khác nói có nghe đâu, bản thân mình nhiều khi là cũng tự tin thái quá, tin vào những cái khả năng, tin vào những cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà đấy vẫn mất đấy thôi. Thế nên là sau này khi mà mình làm mọi thứ rồi thì mình rút hết về, mình rút để mình củng cố lại tài chính của doanh nghiệp, rồi tập trung vào một mảng công ty mình mạnh nhất đã. Vì lúc chúng ta khởi nghiệp chúng ta không thể lan man được, còn sau này các bạn có nhiều tiền, công ty nó sinh ra nhiều lợi nhuận, các bạn đầu tư chỗ A, chỗ B, chỗ C thì ok. Còn ở bây giờ nếu mình bắt buộc phải tập trung về doanh nghiệp của mình, về trung thực đen, nếu mình sai, có khi là mình đầu tư sai sang chỗ khác thì nó lại ảnh hưởng cái doanh nghiệp hiện tại đấy, có khi còn làm doanh nghiệp phá sản thì sao. Thế nên là mình phải tính toán cho nó kỹ sau, hiểu cái vấp ngã các bạn ạ. Đấy, chia sẻ rất là thật nha. Thế nên là hy vọng là cái câu chuyện sẽ giúp được cho các bạn một cái bài học nào đấy, để mà các bạn tốt giúp cho chính cái bản thân mình đỡ bị vấp vào như mình và mất tiền.